Xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú đã đến với kênh Huỳnh Sương Cuộc Sống Trung Quốc nha. Giờ là em chuẩn bị qua nhà của bé Trinh á cả nhà. Bé Trinh với lại mẹ bé Trinh bữa nay làm bánh xèo, xong rồi kêu em qua ăn. Xong em đem thêm ít trái cây đồ. Chứ không thôi, qua ăn trực không cũng kỳ. Đi thang máy lên cả nhà. Tới rồi. Bên này gió mát quá trời. Hello Tư. Gọi đó hả? Dạ. Làm tới đâu rồi Tư? Chưa hả? Có còn phụ được không? Chưa lật gao, chưa lật gao, còn phụ lật gao được. Lật gao đi rồi sắc thịt này tôi làm cho giò cho. À, gói tôi nói cho giò. Wow. Hấp dẫn lắm này cả nhà ơi. Này là để làm bánh xèo đúng không? Nhưng bánh xèo. Bột bánh xèo. Chưa để chút nữa đi, chút nữa đi hả? Dạ. Cái này nổi tiếng mấy chai này này biết không? Pha sẵn hay vậy? Ờ bánh mè. À. Chậm tiện quá. Tiện quá ha. Khỏi làm nước mắm chua. Khỏi cần làm luôn. Ừ, chanh. Ừ, đúng rồi, sao làm nước mắm? Ừ đúng rồi, mình gói cho chanh kia mình làm đi. Cái chai chanh đó. Ừ, thôi, bánh xèo chấm nước mắm kia đi với nước mắm nè, xong không? Ừ, bánh xèo chấm nước mắm ớt nè. Chứ ăn này không, lấy chai vậy, lấy hai chai được. Việt Nam giờ ra nổi tiếng nè. Ủa Tết vừa qua chơi vui không Tư? Bạn vui, có cái vui nghe nữa mà. Vui con cái là mệt lắm. Trời ơi, bà chế độ ta đối xử tốt không phải như ấy đâu. Ừ, đúng rồi. Ôi, anh em rồi. Ta thân thiện nha. Được cái gì mà anh em trọng dẫn lại em chỗ mấy chỗ mà lớn quá trời xa đó. Ờ. Mà lớn đó. Ờ. Chơi quá trời luôn. Ờ. Bãi nhà hả? Đi vòng gần đó thôi. Nhưng mà giờ quê thì giờ quê có nhiều bà già đồ á ha. Ừ. Chơi nói chuyện với nhau rồi. À, tốt ai đâu, có hai bà xui hả? Vậy hả? Có hai bà xui hả, mà không có bà nào nói chuyện, bà nào mà đi ăn chụp hình vui vậy thôi. À. Nhìn nhau cười, nhìn nhau cười đồ chụp hình đồ chung vậy ha. Trời ơi, nó xui vậy. Mắt chinh vệt. Ừ. Bà kia hỏi đồ. Lên chồng em kiểu như gặp Việt Nam mình cứ tôn trọng lắm kìa, người ta ấy lắm kìa. Thì ý hẹn gặp em có về Việt Nam rồi. Ừ. Về Nha Trang rồi chơi đó. Ừ. Rồi nó hẹn em nè, nó khi nào về cho tôi nó hay về chung nè. Ờ. Mày bảo thì vui rồi, đông rồi vui rồi đó. Thợ nấu đậu bánh xèo này cả nhà. Thợ nấu mời từ bên Việt Nam qua đó. Ồ, nhìn cái bánh đã ghê. Nhìn cái bánh này cả nhà ơi, ngon ghê. Ôi, xuất sắc luôn. Nó dảnh lên kìa, nhìn nó dảnh lên đã ghê. Sao mà dảnh được vậy hay vậy Tư? Cái góc ngoài sao mà nó dảnh nó giòn được vậy hay vậy? Đổ cho nó mỏng mỏng thì sao? Đổ cho nó cao lên thì là cái đậm hết luôn. À, cho nó lên cao ha. Ừ. Cái chảo này im nè, không có bị dính phải không? Cái nào cũng vậy chứ, tôm thịt, cà rốt với lại củ sắn hả? Củ sắn. Thật nhiều quá. Nó ngon. Đã. Để nó đi nó nằm nó. Dạ. Nè nó dính nè. Đúng rồi, dành từ từ lên. Bánh xèo là dẫn được nhiều rồi thành công. Sao là nước cốt mình tự nước cốt tự làm đó, tự nạo đó. Ờ trái nó ngon. À. Còn nước cốt này à, nước cốt pha sẵn thì nó không bằng nha.
xong xuôi rồi nè cả nhà ơi. Hấp dẫn chưa cả nhà? À, gạo. Gạo gác đầy đủ. Ừ, với lại cái này nữa, cải này nữa. Ăn bánh xèo là mình phải gạo nhiều như vậy nó mới ngon hết cả nhà. Mời cả nhà ăn bánh xèo với lại tụi em đi cả nhà. Ăn thôi. Ăn. Thức bắn là chanh mày làm trên đấy hay trên hồ? Hơi bị ngon á. Ngon lắm luôn. Ừ. Chấm ngon nè. Cái nữa. Rồi, có đũa kém hết rồi. Giá nè, đâu rồi, nằm đâu rồi. Ủa? Ừ? Ừ? Mấy cận này đâu không ăn thấy con tưởng sao này bếp thịt bò chứ. Thịt bò sao cũng được vậy. Nhưng mà ăn sống nó giòn con. Còn nó thơm ghê luôn á. Giống mắm nè, em nói chuyện nào. Trời ơi, mà trơn dĩa luôn ha Trinh. Hồi nay hủy nó không có thơm, ăn chỗ thơm. Ôi, nấu mì em một cái, nấu lẩu nữa. Ừ, cải chưa? Để đi thấy rau kia cái hả? Ừ, dọn mấy rau qua đây. Dọn qua đây cái đi con. Nó có mấy cái rau mà cho thơm đúng không? Cũng đuổi. Ừ, cũng đuổi. Rau má, ổ lộn ơi, gì? Cái gì mà đang lên cái gì vậy? Rau... Giúp cá. Giúp cá hả? Ừ, cái lãnh rách nhờ đang lên kìa. Ở bên bà Trọng Trinh mà làm cái kiểu này đó, nó thiệt ha. Ăn rau kiểu này rồi bả giờ mình vừa mình nó ngoài sống. Bà chị, bà sợ bà tử nó không kêu qua đây, bà tử nó không kêu. Ừ, đúng rồi. Mà mình ăn quen chứ bên đây người ta ăn là bụng tao bị khó chịu đó. Người ta kêu mình ăn rau hàng ngày, ngày nào cũng có rau hết cho mình. Thế nhưng cô sáng hết là cái đó dữ lắm, nhiều mẹ bỏ cái lúc đầu á đặng ăn đó nha. Cái cụm heo này ăn cái này heo ăn thôi. Rau nhiều lắm, tư độn rau không. No rồi nha, cái gửi no rồi. Cái gì? Đói ăn nhiều quá. Ừ. Ăn ơi, bự. Mà tôi có đổ cái này bự. Chiều mày đem về cho anh chồng mày. Cái ăn thích ơi. Cái gì đắng ăn. Ừ. Thôi chừa con. Thôi chừa. Ừ. Ừ. Anh chừa con kiếm đem về. Ai? Thôi vậy. Anh mua vậy? Mua gà. Mà con đem từ bển qua, đem từ Việt Nam qua. Ở bên Việt Nam có bán sao? Trời, cái này bên Việt Nam. Trời. Nó nổi tiếng bên Việt Nam. Ừ, sao rồi? Dạ. Không, hồi lúc mà mẹ em qua đây bên Việt Nam chưa có nổi cái vụ này. Vậy hả? Ừ. Ở sao em không có bán ít lắm, rồi em giờ thấy sau này. Ta bán riêng luôn, bán tiếp tiếng luôn á. Ừ, bây giờ giống luôn, giờ nổi lên Việt Nam. Việt Nam mà thấy thì mãi, cái này tu chen cái này vậy đó. Ừ. Ăn không cũng được, hoặc là trộn bánh chén, là bánh chén trộn lên. Giờ ăn thì uống luôn lần ăn cao quá. Cháy rồi luôn. Ngon không? Giờ ăn cao. Giờ ăn cao em ăn rồi. Cao quá ăn được. Ăn không muốn ăn nữa nè. Cái này ăn được không? 2 trứng gà, 1 bịch gửi, cái gì? Nước cốt dừa. Cốt dừa. 1 chén si cô la. Ở 1 chén gì? Chén gì nè? Coca. Coca. Ủa? Coca-Cola hả? Ừ. Hả? Ủa đây Coca-Cola. Con đổ hả? Cái bánh nó mới giòn nè nè, tới. Ủa giờ còn giòn hả? Hả? Ngon nha. Thấy miễn mà con đổ mà con không cần thịt đó ha, con làm gì nè tới chiều ăn được luôn nè. Người ta nữa nó bỏ bia nữa. Bia nó hôi. Còn Coca này cái màu nó vàng, nó giống bánh xèo nữa, nó thơm phức luôn. Là Coca-Cola hả mấy tin? Cái Coca nhà của em trên á. Color mình đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Cái kem á. Ờ. Má. Vụ này mới biết nha.
Bình thường chỉ biết kho thịt đồ để phuca thôi. Giờ mới kiếm xe để chừng nữa. Con để phô ca vô cái cục thịt á, cái nào nó đẹp lắm. Ngồi bia. Ừ. Ngồi bia có gì thôi. Nhiều để chén hả? Tư. Để phô ca thêm bột mình đổ ít thôi. Tùy theo bột. Con bún cho nó giòn á. Nó giòn á. Để nhiều một chút. Ừ. Cái bánh xèo này nè, tôi nói con nghe, miễn mà con đổ mà con khỏi cần nhân nữa hen, mày đổ gì đi để kèm chút nữa tao đổ cho mày nghe. Chưa kìa. Nó hơi nó giòn gì hoài lắm à. Ừ. Học được từ cái chiêu mới. Chưa cho thằng Vinh tao đổ bánh ngọt cho nó, nó đang quậy đường. Trời, mình đang hình lên cái bánh xèo này ai cũng nói mình chiên mình chín. Nó kêu tăng hả? Đúng rồi. Cái đăng biển hả? Con hủi không có thơm, tưởng nó ăn không có mùi thơm. Trời ơi, em thấy mùi mắm. Trời ơi, này chấm mắm ăn ngon một quá. Con không cần diễn cho hai ông một hũ ăn hết trơn à. Con gì bánh đó? Chị lần đó, cái mắm đó. Ủa ăn hết rồi đó hả? Ừ. Ăn nữa không? Ở đâu có nữa ăn. Ở nhà con kìa. Bữa con lấy hũ mà con không có làm gì hết á. Thôi để nguyên luôn, đắm luôn đi, khỏi đem lại. Thôi vậy. Ăn đây, để con đem lại ăn, tại con làm miếng làm á, chứ lại con làm cũng không có. Ừ. Thấy làm nó bị lâu lắc á. Cái này con biết làm mới được, mấy này nó chua. Mày em chân em cho kén đi. Nó chua mà con làm sao cho nó đựng chua, mắm này em, nó chua. Em không thích ăn mắm chua không? Ừ. Em thích ăn mắm ba tư luôn rồi. Ủa là mắm này là nó có mùi chua hả? Ừ. Ừ, chua. Nhưng ừ. Mà con làm cắt nó không có chua. Dạ. Mắm chua nó mắm miếng ngon. Mắm chua. Ừ. Mắm của chị Long làm là mắm chua. Ừ. Ủa? Em thích ăn mắm mặn hơn. Ăn hay quá ha. Ăn hết rồi. Con chỉ làm một lần duy nhất. Hôm bữa hỏi với Trinh cái gì nè, chỉ con làm đó, cái con làm một lần một bạn. Bữa nào tôi làm đem đây đây đi, tao làm rồi tao múc gì đắng cho ăn. Dạ. Nó là được nhưng mà nó không bằng người ta kêu nấu uống. Ờ. Cho nó mau. Ờ. Nhưng cũng như nấu rồi con bỏ 2-3 thứ gần vô. Dạ. Rồi đây đây. Con nãy con đi công chuyện kìa. Gần rồi con để tí mật ong vô nữa con uống. Ừ. Để mật ong vô nữa hả? Ừ, bao tử cũng hết luôn đó chị. Đi lắm. Rồi. Uống không được, uống không? Uống không quen không? Không uống không? Sao biết? Nó chảy hoài. Uống đi, nghe nói tốt nó kìa, tác dụng tùm lum la kìa. Video của em xin được tạm dừng. Cảm ơn cả nhà và ông bà cô chú đã đón xem hết video của em nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo để em sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa về cuộc sống ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Bye bye cả nhà.